Hát xin chào bạn, chào mừng bạn đến với channel mình. Mình là hai bu mình đây. Và hôm nay mình đáng lẽ là mình sẽ làm về eGPU, nhưng không, cái eGPU của mình bị lỗi rồi các bạn ơi. Nó bị lỗi vì không nhận được GTX 2070 Super, cho nên là mình đã hoàn và trả sơ sót. Và hôm nay mình sẽ đổi hai em này. Một em là GeForce GTX 2080 Super MSI Gaming XGO và một em là GTX 2070 Super của Balit Jetstream nha các bạn. Đó, mình sẽ đổi hai con này sang con GTX 3080 nha các bạn. Ok, let's go. Thì bây giờ mình sẽ đi đổi thôi. Hiện tại bây giờ mình đã đến cửa hàng nha các bạn. Và mình sẽ trao đổi với anh chủ cửa hàng Trade 2080 Super với 2080 Super sang 3080 nha các bạn. Ok, trao đổi với anh chủ thôi. Đây là con 3080 à. Super cũ mình nha các bạn. Mình bây giờ mình sẽ chơi hai con 70 Super, 2070 Super này nha. 2070 Super qua 380 nha các bạn. Nét này. Để đây đây, tại này phải dựng. Dựng cái này. Đặt một cây nhỏ. Mình cùng cây túi nhỏ mà phải chịu. Test bay mắt ấm cao nha các bạn. Cỡ 70 fps nha các bạn, 8K. Được 4.000 điểm nha các bạn, 8K, quá đỉnh luôn. Ok, bây giờ mình chuyển qua con 3080 nha các bạn, Top Gaming. Đó. Mình chơi hai con 2080 Super này, 2080 Super đi qua 3080 nha các bạn. Thì anh chủ đã chấp nhận mua con GTX 2080 Super Gaming XGO của mình với giá là 5 triệu 5 nha các bạn. Còn con 2070 Super thì anh ấy mua với giá là 3 triệu 8 nha các bạn. Thì á, mình là tranh thủ trong thời gian này, em GTX 2080 Super Gaming XGO của MSI nó đang rất là hiếm. Vì sao? Vì bây giờ là nguồn cung đang ít nhưng cầu đang nhiều. Bởi vậy vật giá leo thang, nên mình bán luôn GTX 2080 Super và lên luôn em GTX 3080 Top Gaming nha các bạn. 8K con này được 50 fps. Ừ, sắp xỉ 50. 8K được 50. Ok, thì điểm số cho ra là 6.300 điểm nha các bạn. 329 điểm với con GTX 380 chạy 8K. Ok, bây giờ mình sẽ inbox em kẹp GTX 3080 Top Gaming Asus nha các bạn. Này, GTX Top Gaming đó, Asus nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy con CPU i3 của mình inbox nha các bạn. Ok, let's go. À, để xem coi, cái này hơi dài nha các bạn. Anh bóc được không ta? Bro. Đây, em nó đây. GTX 3080 Top Gaming có hai mod luôn nha các bạn, mod bộ phận mình và mod quiet đó. Thì cái này mình mua hàng cũ nha các bạn, không phải hàng mới đâu. Nhưng mà các bạn thấy không, tản đồ kia nó vẫn còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Quẹt thì nó hơi bụi tí thôi, nó hơi bụi tí thôi, hàng cũ nha các bạn. Có số 15 là mình lựa số 15 cho đẹp đó, chứ số 13 xấu quá, hơi chạy tí xíu trên này. Không, cái này là do bụi nha các bạn, do bụi luôn. Rồi, cho bạn coi cái phần nặng quá các bạn ơi. Nó nạt. Đây, mình cho bạn xem phần black đây. Đấy, bây giờ mình sẽ rút hết ra luôn nha các bạn. Shop khá là kỹ.
Rồi. Đây. Tất cả chúng ta gồm có là 5 cổng nha các bạn. 4 cổng display port, 3 cổng display port và 2 cổng HDMI. Yeah. Tức gaming. Rồi. Giờ chúng ta sẽ cắm em nó vào máy thôi. RTX 3080 Tub Gaming gồm có 8704 như CUDA Core, xung bay là 1440MHz, xung boost là 1815MHz và gồm có 10GB RAM và memory clock của máy là 9501MHz và bandwidth băng thông tối đa là 320bit, sản xuất trên tiến trình 8nm. Ok, bây giờ mới là giai đoạn quan trọng nhất nha các bạn. 1, 2, 3, mở. Em nó đã lên. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Thì cấu hình hôm nay của chúng ta sử dụng đó chính là AMD Ryzen 5 5600X, RTX 3080, ASUS TUF Gaming và 216GB DDR4 bus 3200 của SPGD50 nha các bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào test game với bộ PC này thôi. Ok, let's go. Tựa game đầu tiên mình test đó chính là Forza Horizon 5 nha các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình là trong mỗi tựa game các bạn phải cộng thêm từ 13 tới 15 FPS. Vì sao? Vì mình quay bằng phần mềm OBS nha các bạn, không thông qua capture, cho nên nó sẽ bị đau FPS khá là sâu. Cho nên các bạn phải cộng lên thêm cho mình như đó. Và lưu ý thứ hai nữa là mình quay bằng OBS với cái bitrate rất là cao, cho nên là nó sẽ bị trừ FPS khá là sâu luôn nha các bạn. Các bạn nhớ cộng thêm cho mình là ok. Đó mới chính là FPS gốc. Thank you.
Not to brag, but I'm kind of a big thing around these parts. En route. 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. Establishing aerial position. This is our chance. Devour them. That guy's heads up. You are safe with me. The objective is Round number.
Ok, các bạn thấy video hay, bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ đăng ký kênh mình cho mình nhé. Và cuối năm nay mình sẽ chuyển qua chơi phím cơ nha các bạn. Chơi game gear, chứ không phải là chơi phím cơ không, mà là chơi game gear luôn nha các bạn. Và mình sẽ chơi gồm có bàn phím, chuột và tai nghe. Đó, mình sẽ chơi của các hãng lớn. Và đặc biệt nhất là cuối năm nay mình sẽ build phím cơ trước nha các bạn. Phím cơ flagship đến từ hãng Melwest. Phím cơ đó là gì thì mình sẽ không bật mí nha các bạn. Và các bạn thấy hay hơn thì các bạn nhớ share cho gia đình và bạn bè cùng xem chung nhé. Ok, với các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành. Yeah.